những người có mặt ở đây ngày hôm nay có đồng ý tôi là người phán xử, xét xử việc mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu không? Có đồng ý không? Dạ có ạ. Vâng ạ. Đương nhiên là tôi đồng ý rồi. Trong suốt thời gian vừa qua, cứ mỗi lần tôi bước chân ra ngoài đường là người ta lại xỉa gió vào mặt tôi, bảo tôi là bà mẹ chồng kinh khiếp, chèn ép con dâu, ghê gớm, nghiệt ngã, không có tình người. Tóm lại, người ta bảo tôi là bà mẹ chồng ghê gớm nhất vịnh Bắc Bộ. Trái tim tôi đã bị tổn thương một cách sâu sắc. Con thì cũng có khác gì mẹ đâu. Con đi ra ngoài đường, người ta cũng bảo con là đứa con dâu sắc láo hỗn xược. Con xỉ chết như thế nào, mẹ có hiểu không? Thì đúng là chị hỗn láo rồi còn gì nữa. Thì mẹ cũng ghê gớm kém gì đâu. Này, chị tài quái nó vừa vừa chứ. Đúng là nhà tôi vô phúc. Vô phúc mới có cái loại con dâu như chị nhá. Mẹ quá đáng nó vừa vừa thôi nhá. Thôi, mẹ thật sự còn gì nữa. Tôi xin hai người đấy. Yêu nhau ấy, củ ấu cũng tròn. Ghét nhau ấy, quả bồ hòn cũng ngon. Cũng vuông. Vuông. Các bạn nghe đây. Xét về mặt pháp lý thì cô Vân với bà Phương không còn là mẹ chồng và nàng dâu nữa. Nhưng tôi vẫn phải xét xử để làm gương cho những cặp mẹ chồng và nàng dâu khác. Tôi biết là chúng tôi cha còn dính dáng gì đến nhau nữa. Thế nhưng mà tôi vẫn cứ bức xúc. Tôi nói để ông biết nhá. Đây này, ngay cái tối hôm nay này, chị còn hẹn cả cái nhà anh Sơn ấy đi ăn cơm tối cơ đấy. Cái lúc con gọi điện cho ấy, còn đánh cả rơi cả điện thoại đấy. Đấy, mà đời thủa nhà ai, con dâu vừa mới chân ướt chân ráo về nhà chồng đã cưỡi ngay lên người con trai tôi rồi. Mẹ đừng nhắc đến chuyện đấy nữa, nó chỉ là một tư thế thôi em nhở. Thôi này này, thế anh còn định bao nhiêu tư thế nữa hả? Tôi nói để ông biết nhá, đời thủa nhà ai, con dâu về nhà chồng mà cãi mẹ chồng cứ chèm chèm ra, đi làm về đã không phải động chân động tay vào việc gì, mẹ chồng đã bê đến tận mồm rồi, anh thế mà vẫn còn thái độ. Tôi nói cho chị biết nhá, chị không bằng một góc của cái con Vân Điệp. Kìa mẹ, là Diệp, Vân Điệp là con khác. Diệp à? Ủa sao con nào chả là con. Mẹ đang cạnh khóe con có đúng không? Sao tự nhiên mẹ lại so sánh con với con Vân Điệp? Mẹ có biết con Vân Điệp nó làm nghề gì không? Ôi trời, nó làm nghề gì ai mà chả biết. Mẹ cứ như thế này con không chịu nổi nữa đâu ấy nhớ. Này, không chịu nổi thì chị định làm gì tôi? Chị định đánh tôi chắc? Mẹ không phải thách, nếu mẹ quá đáng quá thì con sẽ... Thôi rồi, chị đánh tôi. Thôi. Đi, chị cứ bỏ chị đánh tôi đi. Bác Quân. À.